Tiếp theo đó là quyền chọn, hay trong tiếng Anh đó là option. Đối với quyền chọn mua kiểu Âu, đó là European Coin Option. Quyền chọn mua được gọi là Coin Option. Thì người mua sẽ có quyền nhưng không có nghĩa vụ là sẽ mua một đơn vị tài sản cơ sở tại một mức giá định trước, đó là K. Tại thời điểm đáo hạn, đó là thời điểm T. Tức là tại thời điểm T nào đó thì người mua sẽ có quyền là được mua một tài sản với cái giá định trước là giá K, và tất cả những cái giá trị đó là K và T thì sẽ được định trước trong hợp đồng. Ví dụ như là quyền chọn mua một cổ phiếu X với giá thực hiện là 50 đô la. Giá thực hiện đó chính là giá mức giá K ở đây, tại ngày 1 tháng 1 năm 2017. Thì tại ngày 1 tháng 1 năm 2017 thì người mua sẽ có quyền là được mua với giá 50 đô la. Và người bán quyền chọn thì sẽ phải thực hiện cái nghĩa vụ là bán cái cổ phiếu X nếu như người mua thực hiện quyền chọn. Nếu như tại ngày 1 tháng 1 năm 2017 mà giá cổ phiếu bằng 60 đô la thì người mua sẽ thực hiện quyền chọn. Và bởi vì thực hiện quyền chọn thì người mua được mua với mức giá là 50 đô la. Sau đó thì người mua sẽ được lãi là 10 đô la. Người bán sẽ phải thực hiện cái nghĩa vụ đó là bán cái cổ phiếu X với giá là 50 đô la. Khi đó thì người mua sẽ được mua với giá 50 đô la và có thể bán ra thị trường với giá là 60 đô la. Do vậy thì sẽ được lãi là 10 đô la. Trường ngược lại đó là nếu như giá cổ phiếu mà giảm nhỏ hơn giá thực hiện, nếu như giá cổ phiếu là bằng 40 đô la thì người mua sẽ không thực hiện quyền chọn, có quyền không được thực hiện quyền chọn. Đó là do nếu như mua thì sẽ phải mua với giá là 50 đô la, trong khi ngoài thị trường giá chỉ là 40 đô la và mua ở ngoài thị trường thì giá rẻ hơn. Đây là một điểm để phân biệt với hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai. Đó là những hợp đồng mà người mua cái hợp đồng đó thì không có quyền là được thực hiện hay không, mà bắt buộc là phải thực hiện tại thời điểm đáo hạn. Và cũng do đó thì cái quyền chọn mua này sẽ phải có một cái mức giá, đó là người mua sẽ phải mua với một mức giá và người bán sẽ được nhận một mức giá gọi là premium. Tiếp theo đó là quyền chọn bán kiểu Âu. Quyền chọn bán ký hiệu đó là put option. Thì người mua một quyền chọn bán thì sẽ có quyền nhưng mà không có nghĩa vụ là có thể được bán một đơn vị tài sản cơ sở tại một mức giá định trước, đó là mức giá K gọi là giá thực hiện, và cũng tại một thời điểm định trước là T. Ví dụ như quyền chọn bán một cổ phiếu X với giá thực hiện là bằng 50 đô la vào ngày 1 tháng 1 năm 2017 thì ngược lại so với quyền chọn mua, đó là nếu như giá cổ phiếu lại bằng 60 đô la thì cái người mua quyền chọn bán sẽ không thực hiện quyền chọn. Đó là bởi vì nếu như bán thì sẽ chỉ bán được với giá là 50 đô la, trong khi nếu như bán ở ngoài thị trường thì cổ phiếu có giá là 60 đô la. Ngược lại, nếu như giá cổ phiếu là bằng 40 đô la thì người bán sẽ thực hiện quyền chọn và sẽ lãi là 10 đô la. Tức là sẽ được bán với giá là 50 đô la, trong khi thực tế giá cổ phiếu tại thời điểm đáo hạn chỉ là 40 đô la. Tiếp theo đó là quyền chọn mua và quyền chọn bán kiểu Mỹ. Đó chính là American Call hoặc là American Put Option. Quyền chọn kiểu Mỹ thì cũng tương tự như quyền chọn kiểu Âu. Tuy nhiên thì cái quyền mua tài sản cơ sở thì sẽ là bất kỳ vào ngày nào từ thời điểm đáo hạn đến thời điểm từ thời điểm hiện tại đến thời điểm đáo hạn. Không giống như quyền chọn kiểu Âu, đó là ta chỉ có thể có quyền thực hiện tại thời điểm đáo hạn. Tức là ta xem cái giá cổ phiếu và so sánh với cái giá thực hiện tại thời điểm đáo hạn thì ta có thực hiện hay không. Với quyền chọn kiểu Mỹ thì bất kỳ thời điểm nào nếu như ta thấy là có lợi thì ta đều có thể thực hiện cái quyền chọn, và khi đó thì người mà bán cái quyền chọn đó sẽ phải có nghĩa vụ là thực hiện cái giao dịch mua và bán. Và cũng bởi vì quyền chọn kiểu Mỹ thì sẽ đưa ra lợi ích lớn hơn so với quyền chọn kiểu Âu, do vậy thì cái giá của quyền chọn kiểu Mỹ thường là lớn hơn so với quyền chọn kiểu Âu nếu như ta có cùng một tài sản cơ sở và cùng một cái giá thực hiện. Tóm tắt lại về cái thu nhập và giá trị của quyền chọn mua. Như vậy thu nhập của quyền chọn mua tại thời điểm đáo hạn
Có hai trường hợp, đó là nếu như giá trị tài sản cơ sở mà nhỏ hơn giá thực hiện thì ta sẽ không thực hiện và thu nhập của quyền chọn sẽ bằng không, tức là thu nhập đối với người mà mua quyền chọn. Đó là do ta có thể mua với giá thị trường mà giá rẻ hơn. Nếu như giá trị của tài sản cơ sở mà lớn hơn giá thực hiện thì ta sẽ thực hiện quyền chọn, và khi đó thì ta có quyền là mua với giá là K. Khi đó ta bán ra ngoài thị trường thì ta sẽ được là ST, khi đó thì thu nhập sẽ bằng chênh lệch ST và K. Như vậy ta có thể viết gọn lại, đó là thu nhập đối với quyền chọn mua sẽ bằng đó là max của ST trừ K và không. Nếu như ST mà lớn hơn K thì ta sẽ thực hiện và ta nhận được là ST trừ K. Còn nếu không thì ta giá trị sẽ bằng không. Thu nhập quyền chọn thì sẽ không thể âm, tức là ta luôn có được một thu nhập lớn hơn không hoặc là bằng không. Còn với một thời điểm T mà nhỏ hơn T, tức là thời điểm T mà trước ngày đáo hạn, ta có một cái tham số đó là giá trị quyền chọn. Tương tự sẽ là max của ST là giá trị ra thời điểm T trừ đi K và không. Và một quyền chọn được gọi là đang có lời, là in the money nếu như ST là lớn hơn K, được gọi là hòa vốn nếu như ST đúng bằng K, hoặc gọi là lỗ vốn, out of the money nếu như ST mà nhỏ hơn K. Đối với quyền chọn bán thì sẽ ngược lại, đó là nếu như ST lớn hơn K thì ta sẽ không thực hiện và thu nhập bằng không. Còn nếu như ST mà nhỏ hơn K, ta sẽ thực hiện quyền chọn và thu nhập chính là bằng K trừ đi ST. Và ta viết gọn lại thì thu nhập của quyền chọn bán sẽ bằng max của K trừ đi ST và không. Tại thời điểm T mà nhỏ hơn T thì giá trị quyền chọn sẽ chính là max của K trừ đi ST và không. Quyền chọn gọi là đang có lời nếu như ST nhỏ hơn K, tức là giá tài sản cơ sở nhỏ hơn K thì quyền chọn bán mới có lời. Hòa vốn nếu như ST bằng K và lỗ vốn nếu như ST mà lớn hơn K. Ngoài ra ta cũng có thể vẽ cái thu nhập của quyền chọn dựa vào theo một cái hàm của giá quyền chọn. Giả sử đối với quyền chọn mua ta sẽ có đó là một hàm số như sau. Giả sử trục x là ta vẽ cái giá tại thời điểm đáo hạn. Và đây chính là thu nhập. Giả sử đây là thu nhập tôi gọi là TN tại mức giá K. Thì nếu như ST mà lớn hơn K, thu nhập quyền chọn sẽ bằng là ST trừ đi K, sẽ là một đường thẳng như thế này. Còn nếu như ST mà nhỏ hơn K, những giá trị nằm ở dưới đây, thì thu nhập quyền chọn sẽ bằng 0. Do đó ta sẽ có đó là cái đường thu nhập của quyền chọn theo hàm của cái giá trị tại thời điểm đáo hạn sẽ là một cái hàm không tuyến tính như thế này. Và đây cũng chính là lý do mà việc định giá quyền chọn mua và quyền chọn bán sẽ khá là khó hơn so với các loại chứng khoán phái sinh khác. Đó là bởi vì cái tính không tuyến tính của cái hàm thu nhập. Tương tự đối với một quyền chọn bán, thật sự đây là ST và đây là giá trị của K. Và với quyền chọn bán thì chỉ khi mà ST nhỏ hơn K chỉ khi ST nhỏ hơn K thì ta mới thực hiện, và cái thu nhập khi đó sẽ là K trừ ST. Và hàm K trừ ST sẽ có dạng như sau. Đây chính là K trừ ST. Và khi ST nhỏ hơn K thì ta sẽ có một đường 45 độ như trên hình vẽ. Và nếu như ST lớn hơn K thì thu nhập sẽ bằng 0. Vậy cái hàm của thu nhập so với ST sẽ có dạng như trên hình vẽ đối với một quyền chọn bán. Các công cụ phái sinh như quyền chọn mua, quyền chọn bán thì ngoài cái chức năng đó là dùng để phòng hộ, tức là ta muốn phòng hộ cái việc tăng hay là giảm giá của chứng khoán,
Còn có một cách sử dụng khác đó là sử dụng làm đòn bẩy tài chính và dùng để đầu cơ. Với việc sử dụng chứng khoán phái sinh làm tài sản để đầu cơ thì sẽ là một cái kênh đầu tư rất là rủi ro. Ở đây tôi có một ví dụ, đó là ta có hai cách để đầu tư như sau. Thứ nhất đó là ta có thể đầu tư vào cổ phiếu. Giả sử có một cổ phiếu với mức giá hiện tại đó là bằng 100 đô la, và với một quyền chọn mua với cùng một tài sản cơ sở đó là quyền cái cổ phiếu S thì có giá đó là 2,5 đô la và giá thực hiện là bằng 100 đô la. Ta cần phân biệt giữa cái giá của quyền chọn và cái giá thực hiện. Giá quyền chọn đây là cái giá trao đổi mua bán giữa người mua quyền chọn và người bán quyền chọn. Trong cái giá thực hiện đó là cái giá ghi trên hợp đồng. Đây là cái giá trị của tài sản cơ sở, cái giá của tài sản cơ sở mà người mua có quyền được mua. Giả sử thì ta có một cái khoản đầu tư đó là 100 đô la để đầu tư tại T bằng 0 và ta kỳ vọng là cổ phiếu sẽ tăng giá. Với cách thứ nhất đó là ta đầu tư vào cổ phiếu. Bởi vì ta có 100 đô la, do đó thì chỉ mua được một cổ phiếu với giá là 100 đô la. Còn nếu như đầu tư vào quyền chọn, vì giá quyền chọn là bằng 2,5 đô la, do vậy thì ta có thể mua được là 40 quyền chọn. Và 40 quyền chọn này thì sẽ mua được 40 cổ phiếu, có quyền mua 40 cổ phiếu. Giả sử nếu ST bằng 105 đô la, đó là nếu như ST mà tại thời điểm đáo hạn, tại thời điểm T bằng T mà giá cổ phiếu tăng, tăng lên 5 đô la so với cái giá ban đầu. Trường hợp thứ nhất đó là nếu như ta mua cổ phiếu thì sẽ lãi, đó là bằng 105 trừ đi 100, đó là bằng 5 đô la. Và so với cái giá trị đầu tư ban đầu là 100 đô la thì ta đã lãi đó là 5%. Do đó thì lợi suất mà ta nhận được là 5% trên số tiền đầu tư ban đầu. Trường hợp thứ hai đó là khi ta mua quyền chọn, mức lãi mà ta nhận được sẽ bằng đó là bởi vì giá trị của cổ phiếu tăng lên, do vậy ta sẽ thực hiện quyền chọn và mức lãi trên mỗi một quyền chọn sẽ bằng ST trừ đi K, đó là bằng 5 đô la nhân với 40 quyền chọn, và ta trừ phải trừ đi cái chi phí mà ta mua quyền chọn, đó là 2,5 đô la với 40 quyền chọn mà ta mua. Ở đây sẽ là 40 nhân với 5 bằng 200 và trừ đi 100 là bằng 100 đô la. Do đó thì khi mua quyền chọn ta đã lãi được những 100 đô la và lợi suất mà ta nhận được đó là bằng 100 chứ là 100 và bằng 100%. Như vậy nếu như ST mà tăng 5 đô la thì ta đã lãi gấp đôi số tiền mà ta đầu tư. 100 đô la đầu tư thì ta đã nhận được là 200 đô la và lãi là 100%. Trường hợp thứ hai đó là nếu như ST mà giảm giá, ST bằng 98 đô la. Nếu như ta mua cổ phiếu thì bởi vì giá cổ phiếu giảm, do vậy mức lãi sẽ bằng 98 trừ đi 100 và bằng trừ 2 đô la, và lợi suất sẽ bằng âm 2%. Ở đây ta đã lỗ 2% so với cái mức đầu tư ban đầu. Nếu như ta mua quyền chọn thì giá trị lãi sẽ bằng bằng 40 nhân với 0. Đây là 40 quyền chọn và 0 tức là ta không thực hiện quyền chọn bởi vì giá giảm. Ta không thực hiện quyền chọn, do vậy cái lãi của quyền chọn sẽ bằng 0 và ta mất cái chi phí mua quyền chọn. Ở đây là 2,5 đô la một quyền chọn và nhân với 40 quyền chọn sẽ bằng âm 100. Khi đó thì lợi suất sẽ bằng âm 100 trừ 100 và bằng âm 100%. Tức là ta bị lỗ hoàn toàn cái khoản ta đầu tư vào quyền chọn. Do quyền chọn mà mua mà không thực hiện được, vậy ta mất cái phí mà ta mua quyền chọn. Ta mất hoàn toàn cái khoản 100 đô la. Giờ ở đây ta có thể thấy đó là quyền chọn là một cái công cụ mà tạo ra đòn bẩy tài chính rất là lớn và rất là rủi ro nếu như cái giá cổ phiếu mà giảm. Nhưng giá cổ phiếu giảm thì ta mất hoàn toàn cái giá trị quyền chọn mà ta đầu tư. Trong khi nếu như ta mua cổ phiếu thì nếu như cổ phiếu giảm thì ta vẫn còn cái giá trị còn lại của cổ phiếu là bằng 98 đô la.